Truyền thông quốc tế tố VAR xử ép nữ Việt Nam ở trận thua Mỹ, FIFA chính thức vào cuộc điều tra. Sau trận thua 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ truyền thông quốc tế về tinh thần chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, một điểm gây tranh cãi lớn trong trận đấu này chính là sự can thiệp của công nghệ VAR khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào những tình huống bất lợi. Nhìn lại trận đấu, hai tình huống gây tranh cãi lớn của trọng tài Bura-Cabori là pha bóng cho nữ Mỹ được hưởng quả phạt đền ở phút 40 và bàn thắng thứ hai của Mỹ cuối hiệp 1. Cả hai đều liên quan đến sự can thiệp của VAR và nhận được nhiều chỉ trích từ truyền thông châu Âu và châu Á. Tại phút thứ 40, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bura-Cabori quyết định trao phạt đền cho Mỹ do cho rằng Hoàng Thị Loan đã truy cản trái phép Trinity Rodman. Tuy nhiên, theo nhận xét từ các chuyên gia từ châu Âu và châu Á cho rằng tình huống này là không đủ rõ ràng để xác định lỗi phạm lỗi. Tình huống thứ hai diễn ra cuối hiệp 1 khi Sophia Smith ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Mỹ. Trong tình huống này, VAR tiếp tục được sử dụng để kiểm tra lỗi việt vị. Dù cho VAR quyết định không có lỗi, nhưng nhiều báo cáo cho thấy Julia Beth của Mỹ đã rơi vào tình trạng việt vị. Sự can thiệp của VAR và những quyết định của trọng tài Bura-Cabori đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Truyền thông châu Âu và châu Á đã đồng loạt đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng VAR đã xử ép đội tuyển nữ Việt Nam, tạo ra sự bất lợi cho các nữ cầu thủ Việt Nam trong cuộc đối đầu với nhà vô địch thế giới Mỹ. Với những tình huống gây tranh cãi, nhiều tờ báo nổi tiếng trên thế giới lên tiếng chỉ trích công nghệ VAR trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. The Guardian, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Anh, đã đưa ra bình luận. Những quyết định liên quan đến VAR trong trận đấu này đã gây ra nhiều nghi ngờ. Tình huống penalty và bàn thắng thứ hai của Mỹ đều dường như đã nhận được sự ưu ái từ công nghệ này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận đấu tốt và không xứng đáng nhận những phán quyết như vậy. Tờ Maka của Tây Ban Nha cũng cho rằng sự can thiệp của VAR đã tạo ra sự bất công cho tuyển nữ Việt Nam. Pha phạt đền và bàn thắng việt vị của Mỹ đều không rõ ràng. Điều này đã làm mất đi tính công bằng của trận đấu. Từ châu Á, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản nhận định VAR đã gây ra nhiều tranh cãi trong trận đấu này. Từ pha phạt đền cho Mỹ cho đến bàn thắng thứ hai dường như đều có sự ưu ái. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu rất quả cảm và không xứng đáng nhận những quyết định như vậy từ VAR. Những lời chỉ trích từ truyền thông quốc tế đã cho thấy sự bất bình đối với những quyết định mà VAR đã đưa ra trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. Trận đấu và những quyết định từ VAR không chỉ tạo ra sự tranh cãi trong cộng đồng mà còn làm dấy lên những thảo luận về tính công bằng trong bóng đá. Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã thông báo vào cuộc điều tra công tác của trợ lý video trọng tài VAR sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ tại World Cup nữ 2023. FIFA cho biết trong một thông cáo: "Chúng tôi đã nhận được những phản hồi và phản ứng từ cộng đồng quốc tế liên quan đến quyết định của VAR trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. Nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch, chúng tôi đã quyết định vào cuộc để rõ hơn về những quyết định này." FIFA cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, bao gồm việc xem xét lại các đoạn video, nghe lời giải thích từ trọng tài và các thành viên của đội VAR, cũng như rà soát quy định và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng VAR. FIFA khẳng định, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo bằng tất cả các quy định đều được tuân thủ một cách chính xác và công bằng. Chúng tôi hiểu rằng quyết định của VAR có thể tác động lớn đến kết quả của trận đấu và chúng tôi sẽ không ngần ngại điều tra và rà soát lại bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi cảm thấy cần được xem xét lại. Thời gian cụ thể cho cuộc điều tra và thời điểm công bố kết quả chưa được FIFA thông báo. Tuy nhiên, sự tham gia của FIFA trong vụ việc này cung cấp một tín hiệu rõ ràng về sự quan tâm của liên đoàn đối với tính công bằng trong bóng đá. Dù bị ảnh hưởng phần nào về tinh thần sau vụ xả súng tại thành phố Auckland ở New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện nỗ lực lớn và có một trận đấu đáng khen ngợi trước đội tuyển nữ Mỹ. 12 giờ trước khi vòng chung kết World Cup nữ 2023 khai mạc, một vụ xả súng tại thành phố sầm uất Auckland ở New Zealand bất ngờ xảy đến. Tại quê nhà, người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sau đó mọi người có thể yên tâm khi đội tuyển nữ Việt Nam an toàn và vững vàng cho những hoạt động tại giải bóng đá nữ lịch sử. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được thông báo về vụ xả súng. Toàn đội tuyển nữ Việt Nam được lệnh ở yên tại chỗ, nhưng sau đó đội tuyển nữ Việt đã có buổi tập kín, đóng cửa với giới truyền thông tại sân tập Fred Tyler Park. Sáng nay ngày 22 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ. Đội tuyển nữ Việt Nam trú ngụ ở thành phố Christchurch được bảo vệ bởi cảnh sát New Zealand. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho hay, lúc tôi mới ngủ dậy thì thấy thông báo có bắn nhau, cả đội không được ra ngoài, nên tôi cùng ăn uống với cả đội rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi thấy hơi hoang mang khi nghe tin có vụ xả súng, nhưng cả đội đều được đảm bảo an ninh rất tốt tại New Zealand. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng cho biết, cả đội được thông báo có vụ xả súng nên không được ra ngoài. Tôi và cả đội cũng lên tinh thần chuẩn bị cho các trận đấu nên bỏ suy nghĩ về vụ xả súng sang một bên. Với sự tập trung cao độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước đội tuyển nữ Mỹ. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về chuyên môn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và lối chơi phòng ngự tương đối hợp lý. Thất bại 0-3 là kết quả hoàn toàn chấp nhận được với đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup khi phải chạm trán nhà đương kim vô địch và cũng là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử của giải đấu này. Trước trận ra quân tại bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, không ít ý kiến lo ngại về một cơn mưa bàn thắng mà đương kim vô địch Mỹ sẽ tạo ra vào lưới thủ môn Kim Thành. Trận thua muối mặt 0-13 mà đội tuyển nữ Thái Lan đã phải đối mặt khi ra quân tại World Cup nữ 2019 gặp đội tuyển nữ Mỹ. Alex Morgan ghi 5 bàn, được nhắc lại như một lời cảnh báo đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thế nhưng với tinh thần thi đấu tuyệt vời, sự tự tin đáng ngạc nhiên trong thế trận phòng ngự số đông bọc lót cho nhau kín kẽ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chấp nhận vào lưới nhặt bóng 3 lần. Chính sự cứng bóng vía của thủ môn Kim Thanh trong khung gỗ mà minh chứng rõ nhất là tình huống cản phá phạt đền thành công cuối hiệp 1 đã khiến các chân sút đội tuyển nữ Mỹ không có được sự thoải mái, chính xác thường thấy trong những pha dứt điểm cận thành. Ngược lại, hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam càng thi đấu càng tự tin hơn, trong khi khung gỗ có một lựa chọn chỗ dựa tin cậy vững chắc mang tên Kim Thành. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dành lời ngợi khen và bày tỏ sự quan tâm tuyệt đối dành cho thủ môn Kim Thành. Về phần mình, thủ môn Kim Thanh nói: "Khi bước ra sân, nghe tiếng nhạc quốc ca Việt Nam lần đầu tiên vang lên ở World Cup, chúng tôi rất vui và tự hào. Vào trận, đội tuyển nữ Việt Nam đã cùng nhau nỗ lực đến tận giây phút cuối cùng. Toàn đội thi đấu với quyết tâm cao, chơi áp sát quyết liệt, không cho đối thủ nhiều khoảng trống để thoải mái tiếp cận vòng cấm. Đội tuyển nữ Việt Nam thua, nhưng chúng tôi hài lòng với những gì đã thể hiện trước đội bóng số 1 thế giới là Mỹ. Đây là động lực giúp chúng tôi tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị hướng tới trận đấu sắp tới gặp Bồ Đào Nha." Khi phóng viên gợi lại tình huống cản phá phạt đền thành công khi đối mặt với chân sút kỳ cựu của đội tuyển nữ Mỹ là Alex Morgan, Kim Thanh bày tỏ: "Trước trận đấu tôi có xem băng thi đấu của đội tuyển nữ Mỹ để đọc tình huống ra vào hợp lý. Còn về pha cản phá phạt đền, tôi có theo dõi Morgan và biết cô ấy hay đá bên phải nên bắt bài được." Báo Đông Nam Á ngạc nhiên về đội tuyển nữ Việt Nam ở trận thua Mỹ. Dù thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ trong trận mở màn World Cup nữ 2023, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi vì màn trình diễn tốt. Hàng thủ của những chiến binh sao vàng đã thi đấu kiên cường trước đội bóng mạnh nhất thế giới. Kết quả này tốt hơn nhiều so với Thái Lan ở giải đấu 4 năm trước, voi chiến từng thảm bại 0-13 trước đội tuyển Mỹ. Bình luận về trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam, tờ Bon Thai của Thái Lan có bài viết: "Cô gái vàng Việt Nam thua 0-3 trước Mỹ." Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Trong trận ra quân ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ. Đội tuyển nữ Việt Nam mới lần đầu bước ra sân chơi World Cup. Dù khởi đầu với một thất bại, nhưng họ đã để lại nhiều tín hiệu khả quan trước đội bóng mạnh nhất thế giới." Một tờ báo khác của Thái Lan là Kumchaluek bình luận: "Mặc dù để thua từ sớm, ngay ở phút 14, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã không vỡ trận. Chung cuộc, họ chỉ thất bại với tỷ số 0-3 trước Mỹ. Đây là kết quả tốt hơn so với Thái Lan cách đây 4 năm. Tờ Bola Sport của Indonesia thì giật tít: "Đội tuyển nữ Việt Nam làm khó Mỹ." Tác giả bình luận: "Bất cứ ai cũng có thể dự đoán đội tuyển nữ Mỹ sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng ít người hình dung ra được Mỹ lại khó khăn như vậy. 4 năm trước, Alex Morgan đã ghi tới 5 bàn thắng để giúp Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 13-0 trước Thái Lan. Nhưng trong trận đấu ở sân Eden Park sáng nay, tiền đạo kỳ cựu này đã im tiếng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Chẳng có cơn mưa bàn thắng nào xuất hiện ở Eden Park. Đội tuyển nữ Việt Nam chống trả khá tốt và không hoảng loạn trước sức ép khủng khiếp của đội tuyển nữ Mỹ. Đội bóng số 1 thế giới gặp bế tắc và không thể ghi quá nhiều bàn thắng. Cần phải dành sự khen ngợi cho thủ thành Kim Thanh. Cô là gương mặt thi đấu xuất sắc nhất của đội tuyển nữ Việt Nam với hàng loạt pha cứu thua liên tiếp, trong đó có tình huống cản phá phạt đền của Alex Morgan. Trong bối cảnh ấy, Mỹ vẫn có sự tỏa sáng của tài năng trẻ Sophia Smith. Cầu thủ này đã lập cú đúp vào lưới Kim Thành. Việc Mỹ giành 3 điểm không phải bất ngờ. Điều khiến người ta bất ngờ là sự quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn tốt trong trận đấu với Mỹ tạo đà giúp đội tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin trong các trận đấu tiếp theo ở World Cup. Tờ Detik của Indonesia có chung quan điểm. Đội tuyển nữ Mỹ đã tung ra tới 28 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 3 lần làm tung lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Màn trình diễn quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam và sự xuất sắc của thủ thành Kim Thành đã giúp cho đội bóng giành được kết quả tốt. Tờ Kumparan của Indonesia khen ngợi thủ thành Kim Thành. Thủ môn Kim Thanh là chốt chặn vô cùng tin cậy trong hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Cô đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá cú sút phạt đền của Alex Morgan. Sau trận đấu với tuyển Mỹ, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 2 ở bảng E gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7.